là phải động chất là phải thứ hai sau mỗi lần trận đại quyết người làm tướng trước tiên phải biết đánh tập lòng cương quyết hy sinh đánh bằng biết hiền sông núi tương năng đánh bằng biết không có giấc nồi không là kiến thức Hoàng hậu hướng dương, dạ.
lịch dư. Bà thấy đó, giữa ta và bà, ai đã thắng ai? Đức hạnh này đã khắc sâu vào cân não của con người. Còn ta hãy sắc này, dầu bà cũng quốc lắm, cũng chẳng ta phó mờ nhân ảnh. Phải vậy không các anh?
Bà hãy cùng thiên nhân trở về linh phục các an nghỉ.